Quý 2 năm 2013, GDP Tây Ban Nha giảm 0,1%, dù đã thấp hơn mức giảm 0,5% của quý trước, nhưng dường như sức cầu nội địa yếu kém vẫn đang làm nặng gánh nền kinh tế Tây Ban Nha. Đây là quý thứ 8 liên tiếp Tây Ban Nha có GDP sụt giảm. Số liệu báo cáo do Cục Thống kê Tây Ban Nha đưa ra, theo sau những báo cáo trong tuần trước là về số người thất nghiệp giảm và lợi nhuận của các ngân hàng tăng lên. Điều này đã khiến nhiều chuyên gia có cái nhìn tích cực hơn rằng trong ngắn hạn, kinh tế Tây Ban Nha có thể nhích nhẹ dù là chậm chạp. Các chuyên gia cho biết, GDP Tây Ban Nha phục hồi từ âm 0,5% lên âm 0,1% trong quý 2 năm nay, chủ yếu là nhờ vào nhu cầu từ bên ngoài. Xuất khẩu tăng, du lịch phát triển. Tuy nhiên, sức cầu nội địa vẫn chưa phục hồi. Nợ công của Tây Ban Nha vẫn còn cao. Với những nguyên do này, các chuyên gia cho rằng Tây Ban Nha vẫn chưa thể nhẹ gánh cho tới năm 2014. Dự báo mới nhất của Ủy ban châu Âu EC cho biết, nợ công của Tây Ban Nha có thể lên tới 101% GDP vào năm 2014. Vào năm ngoái, nợ công của nước này là 88,4% GDP. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đưa ra dự báo, GDP Tây Ban Nha có thể sẽ giảm 1,7% trong năm nay và quay đầu tăng 0,4% vào năm sau. Cũng theo dự báo của tổ chức này, số người thất nghiệp tại Tây Ban Nha có thể lên tới 28% trước khi ổn định, trong khi áp lực lạm phát và tiền lương tiếp tục hoành hành quốc gia châu Âu này. Các chuyên gia cho rằng, Tây Ban Nha cần phải ra sức làm sạch hệ thống ngân hàng, tín dụng đang giảm rất nhanh, nước này cần phải ổn định tín dụng nếu muốn ổn định nền kinh tế.